với sư tổ Bàn Vương.
Các con cháu tộc họ người Dao thể hiện điệu múa tế trời để dâng lên sư tổ Bàn Vương. Con cháu họ Thạch người Dao
dâng lên sư tổ Bàn Vương điệu múa bắt rùa. Sư tổ Bàn Vương, tiết mục múa cấp sắc.
được, nó phải bảo nó là trước, nó hai bên lên đúng không? Nhưng mà áo quần áo ra bên thôi chứ không phải. Đó, 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 đó. Bây giờ cứ lợn như là phải trước khi chơi ra cái bàn ghế này thì xong rồi thì bắt đầu là mình bắt đầu chơi là cái bên lên rồi. Mấy quen không? 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 Mấy quen không?